khoa học tự nhiên 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước. Chuẩn bị 2 cốc thủy tinh, cốc chia vạch, thìa thủy tinh, 2 đũa thủy tinh, nước ở nhiệt độ thường, nước ấm, đường. Tiến hành 2 thí nghiệm để tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến lượng đường ăn hòa tan trong nước. Lấy 10ml nước ở nhiệt độ thường cho vào cốc 1, 10ml nước ấm cho vào cốc 2. Thí nghiệm 1. Cho từ từ từng lượng đường nhỏ vào 2 cốc. Cốc 1 chứa 10ml nước ở nhiệt độ thường, cốc 2 chứa 10ml nước ấm. Khuấy đều để đường tan hoàn toàn ở mỗi cốc. Tiếp tục cho thêm đường vào 2 cốc đến khi đường không thể hòa tan trong dung dịch. Thí nghiệm 2. Tiếp tục thêm 50ml nước vào cốc 1, khuấy nhẹ. Quan sát lượng đường còn lại ở cốc 1 trước và sau khi thêm nước. Nhận xét về lượng đường hòa tan ở mỗi cốc trong 2 thí nghiệm. Khi tăng nhiệt độ hoặc thể tích nước, lượng đường ăn tan trong nước càng nhiều. Lượng đường ăn hay lượng các chất rắn hòa tan trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ, tỷ lệ chất rắn và nước. Để các chất rắn dễ hòa tan hoặc hòa tan nhanh hơn, người ta thường khuấy hoặc nghiền nhỏ chất rắn trước khi hòa tan.